Tuy muốn tu hành, nhưng mình lại không thể buông xả những thứ rắc rối. Trước sau gì cũng không muốn mình thanh tịnh sạch bụi trần. Thật đáng thương thầy. Giúp người là nguồn gốc của khoái lạc hạnh phúc. Nếu quý vị thường thường xem việc giúp người cũng quan trọng như giúp mình, thì thế giới này rất hòa bình yên ổn. Nhiều người làm đồ chay như thịt gà, vịt hay thịt cá là vì họ chưa quên được mùi vị của thịt thà, cứ muốn nếm thử xem. Họ nói rằng ăn thịt giả như vậy để đỡ thèm và lừa gạt cái khẩu vị. Trong Phật giáo nhất định phải sửa đổi thói xấu này. Nếu không sửa đổi, trải qua thời gian lâu dài e rằng sẽ chẳng còn người xuất gia nào ăn chay nữa. Tôi nghĩ rằng đã ăn chay thì ngay cả tên món ăn cũng không nên đặt tên gà vịt gì đó vào. Tôi hy vọng rằng mỗi người tín đồ Phật giáo cần có con mắt chọn lựa pháp, trạch pháp nhãn. Mình phải hiểu nhân quả, chớ lầm lẫn trong quá trình gieo nhân gặt quả. Ăn chay thì ăn cho thanh tịnh, chứ đừng có nhớ mãi mùi vị thịt. Người ta làm đồ ăn theo hình dáng động vật hay con chim nhỏ này, tuy giả thì chẳng khác gì làm nhục đạo Phật. Người tín đồ không quan sát rõ ràng, tùy tiện cho là được. Trên căn bản làm vậy là thiếu trí huệ, không có con mắt lựa pháp, không thấu suốt nhân quả, chỉ mơ hồ mê muội mà thôi. Khi động vật bị chết, trong tâm chúng chứa chất lòng ác độc. Ngay lúc lâm chung, chúng sợ hãi, hù hằn, muốn báo thù. Tâm lý ác độc căm thù ấy sản sinh ra độc tố. Cho nên người ăn thịt chúng sanh, tức là ăn độc tố ấy. Người ta gặp tai nạn hoạn họa bất ngờ, đa số là do nói lời loạn xạ vô trách nhiệm, ác độc liếu láo mà ra. Mọi chuyện trên đời đều hết sức vi diệu, nhưng ít người nhận ra. Giống như bán thuốc giả thì làm ăn khai giả, còn bán thuốc thiệt thì lại ế ẩm. Vì sao? Bởi vì không mấy người thật sự nhận thức ra được giá trị của thuốc thiệt. Nếu mình dịch hết kinh điển Phật ra mọi thứ tiếng, đem Phật Pháp tới tâm mỗi người, thì đó mới là việc vĩnh cửu. Tại sao ở chùa nhỏ thì không tốt? Bởi vì ở đó quý vị sẽ chẳng có sự câu thúc. Nơi đó quý vị không phải quán tự tại, mà là ăn tự tại, mặc tự tại, ngủ tự tại, đi tự tại, và rất dễ quên mất việc tu đạo. Mỗi ngày chỉ biết có phan duyên. Thói quen này là đòn phá hoại Phật giáo đến chí mạng. Có người nghi, thì có vua Diêm Vương và quỷ vô thường chăng? Đây là xem thử quý vị có thể không chết hay không. Nếu quý vị chẳng chết thì sẽ chẳng có quỷ vô thường. Nếu quý vị bảo đảm chẳng thọ quả báo thì chẳng có vua Diêm Vương. Có định lực thì động tịnh đều không hai, không có khác biệt. Như lúc trong cảnh động, quý vị không bị cảnh ấy chi phối, đó tức là tỉnh. Trong cảnh tỉnh, quý vị không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó tức là động. Quý vị mà tu sao cho động và tỉnh như nhau, tức sẽ đúc kết công phu thành một khối. Lúc ấy cũng không phải là động, cũng không phải là tỉnh, chẳng phải là không, cũng chẳng phải là có. Đó chính là trung đạo. Mình đừng nên vui thích nghe lời khen ngợi tán thán, đừng nên tự mình say sưa, tự quảng cáo mình. Nếu quý vị biết sám hối sửa mình thành người mới, biết lỗi lầm của mình và giải khai tội nghiệp đã tạo, thì sẽ tiêu trừ hết tội. Như bệnh mà toát mồ hôi thì bệnh sẽ từ từ thuyên giảm rồi lành hẳn. Thời đại này người ta đặt cho nó một danh từ mới, gọi là thời đại thái không. Rốt ráo thế nào là thái không?
Thấy không nghĩa là nhìn xuyên vạn vật, buông xả mọi thứ, đạt tới tự tại. Khi quý vị chấp trước vào một vật chất, tài sản, thậm chí vào ăn mặc, tức là quý vị chấp trước vào tài sắc danh thực thụy, vậy tức là không còn thấy không mà là thái hữu. Chữ thái còn có nghĩa là quá, quá mức, không còn quá không mà là quá có. Tới chỗ quý vị chẳng còn gì cả thì quý vị mới khôi phục được bản lai diện mục. Tại sao quý vị chẳng có trí tuệ thần thông? Bởi vì quý vị cứ chạy khắp nơi góp nhặt phân độn, ngọc ngà châu báu quý vị chẳng thèm, lại đem vứt đi, không ham thứ quý báu sẵn có. Vậy mà quý vị vẫn cho rằng mình thông minh lắm, thật ra là quá ngu si. Có tội lỗi mà không sửa đổi, là che giấu khiến người không biết, đó chính là tội đổi chồng thêm tội. Không có chú Lăng Nghiêm trên đời thì ma quỷ yêu quái tha hồ thao túng, mặc tình hoàn hành chẳng kiêng nể gì. Nếu còn có chú Lăng Nghiêm thì những thứ bàn môn tả đạo, ma rừng yêu tinh, sơn yêu thủy quái vẫn còn sợ hãi, không dám công nhiên xuất hiện trên đời. Tu nhưng không phát nguyện thì cũng như cây nở hoa mà không kết trái, chẳng thể được. Những điều mình gặp và trải qua trong đời đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Nếu muốn sửa đổi vận mạng của mình thì quý vị phải làm thật nhiều việc công đức. Phật không có lòng sân hận, ma mới có. Ma do đâu mà thành? Do có năm thứ độc: hận thù, oán ghét, phiền não, tức giận, phiền muộn, hận oán, não nộ, phiền tạo thành. Quý vị cần lập đại chí, làm đại sự. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan kiếm nhiều tiền, đó chỉ là vì mình hưởng thụ, không có cống hiến gì đến cho nhân loại trên thế giới. Có người tới chùa cho rằng thắp càng nhiều nhang thì càng được nhiều công đức. Đây là việc quan niệm sai lầm. Thắp nhang cúng Phật là biểu lộ lòng cung kính. Chỉ cần tâm thành thì thắp một nén nhang là đủ, cần chi thắp cho nhiều. Nếu tâm không thành khẩn, cho dù thắp nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có cảm ứng. Phật không phải nghiền mùi nhang đâu. Đạo Phật không phải là tôn giáo chủ trương đốt tiền giấy vàng bạc, hình nộm xe cộ tàu bè, áo quần giấy, giày dép, vật dụng bằng giấy. Quý vị xem xét chỉnh đốn lại những kinh điển mà mình đã phiên dịch trước kia cho chính xác, cặn kẽ trung thật, khế hợp với y Phật. Đó là nguyện vọng của tôi. Hy vọng quý vị cùng nhau nỗ lực hoàn thành sứ mạng này. Sân giận là như nước bị đông cứng thành băng, cho nên mình cần đem băng làm tan thành nước, vì nước mới làm lợi ích cho vạn vật. Người xuất gia thì phải nghiêm trì trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, rằng đi nhẹ như gió thoảng, ngồi yên như chuông đồng, đứng thẳng như cây tùng, và nằm gọn như cây cung. Tu hành thì phải tu trung đạo, quá lố thái quá không phải là trung đạo, không đủ bất cập cũng không là trung đạo. Đạo Phật nói trung đạo liễu nghĩa, tức là dạy không rơi vào không, cũng chẳng lạc vào có. Không có dư lực thì sẽ chẳng có định lực, thiếu định lực thì sẽ chẳng sanh huệ lực. Khi nền móng không vững thì cột trụ dựng lên không thể chắc chắn, tường vách sẽ xuyên sẹo gãy đổ, không có ích dụng gì. Cho nên giới định huệ là ba môn học vô lậu, không thể thiếu một môn nào. Quý vị hãy chú ý điểm này. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có vọng tưởng gì khác. Đó gọi là dùng đập
để trị độc. Nếu quý vị có quá nhiều vọng tưởng, tức là có quá nhiều độc như vậy, nhất định phải chết thôi. Mình phải dưỡng khí, không nên sanh khí nổi giận. Quý vị cho rằng xem truyền hình, nghe điện thoại, nghe radio, chơi computer là tốt lắm sao? Quý vị nào biết rằng chúng sẽ làm tổn thương tâm can tỳ phế thận của mình, tương lai chúng sẽ làm mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu đến độ như vậy thì thế giới này hủy hoại mất. Do vậy chúng ta sanh vào thời đại mà chúng sanh vô phước, khó điều phục này, thì thật không dễ gì giáo hóa. Ngũ ẩn chỉ là một thứ âm khí, âm khí này có thể biến thành dương khí, âm quỷ cũng có thể biến thành dương quỷ. Vậy thử xem quý vị có biết biến đổi hay không. Mình nhất định phải giữ giới luật cho thật tinh nghiêm. Đây là điều vô cùng trọng yếu, hết sức quan trọng. Giảng kinh thì phải giảng điều cốt yếu, không nên rườm rà, và phải giảng điều quan hệ tới kinh văn. Nhớ là không được đem tập ghi chú tài liệu lên bục giảng. Bây giờ trên toàn cầu ai cũng nói về khí công, đúng là một thứ mốt thời đại. Nhưng bên trong khí công cũng có nhiều loại khác nhau, như có thật có giả, có chánh có tà. Nếu gặp tà thì quý vị có thể bị điên loạn, điên đến độ bác sĩ tâm thần cũng bó tay không thể chữa. Đừng lầm rằng ai học khí công cũng là kẻ chánh phái. Ai học khí công vì muốn kiếm tiền, muốn phát tài thì đều là tà. Họ chẳng khác gì những kẻ thấy lợi thì tối mắt lại. Chữ khí công, chỉ cái tên và ngoài thực tại của nó là đã không phù hợp rồi. Vì khí thì chẳng có tri giác, nên căn bản nó vốn không thể có công. Nên phải nói là thần công, quỷ công, ma công thì yêu công mới đúng. Thần công, thần nhi minh chi, tồn hồ kỳ nhân, nghĩa là sự linh thông và sáng suốt được chân lý thì kết tụ nơi con người. Câu này trích trong Hệ Từ Thượng Truyện. Dùng sức mạnh do giữ vững một chánh niệm để khiến thần chế ngự cái khí thì đó gọi là khí công. Thần công cũng do dụng công ở tâm ý, song vì chưa đạt tới cảnh giới biến hóa cứu cánh nên môn này vẫn còn dính mắc vào hình tướng. Thần công là do vị thần bên ngoài tới chi phối cái khí này, không phải dùng khí lực chi phối tinh thần. Vì thần công thì văn nhã, nên khi vị thần tới nhập, người ấy không có nhảy nhót múa máy hay rung bay bẫy gì hết. Quỷ công thì khác. Khi quỷ tới nhập thì người ấy sẽ nhảy nhót múa máy, hớn hải rung rẩy cầm cập, cười khóc bất định. Đây là một trong năm pháp điều động tuổi quỷ. Pháp này phóng tuổi quỷ vào thân người ta, gọi là phi tinh phú nhân, khiến kẻ ấy tạp loạn, ăn nói bậy bạ. Đó là do tuổi quỷ vốn chẳng có tính an định và định lực. Ma công và yêu công thì không để ý gì tới đạo lý, chúng kiêu mạn hại người và chuyên môn làm việc dâm dục. Tất cả đều là một số biểu hiện của loài yêu ma quỷ quái. Những loại khí công ngày nay đều có thứ tà khí. Mới đầu nó đáng lẽ là thứ chánh khí, vì nó là một thứ công phu thiền định, lấy thiền diệt làm thức ăn nên sung mãn pháp hỷ. Nơi nào có khí công, nơi đó có thứ khí thật cuồng loạn. Quý vị rung lẫy vẫy, tôi cũng rung lẫy vẫy, lập cập toàn thứ tà khí, chẳng có chút định lực. Những thứ khí do thầy khí công phóng ra từ tâm tán loạn, nhưng y cứ cho là tự mình đã phát công mà được linh cảm như thế.
Kỳ thần y đã điên cuồng, chỉ có cái bệnh tâm thần mới ở đó ngồi rung lẫy vẫy như vậy. Tôi có hai câu đề phê bình khi công: người chánh hành tà pháp cũng thành chánh; người tà hành chánh pháp cũng thành tà; không chánh thì là tà, không tà tức là chánh. Răng cứng lưỡi mềm, răng rụng nhưng lưỡi chẳng rụng. Ngày nay nhiều người làm nô lệ cho cái thân, cho nó là ở nhà tốt, sống cho nó xe đẹp. Họ bị vật chất chi phối như vậy thì tự tâm họ có thật sung sướng chăng? Đối với người già, vậy càng lớn tuổi tôi càng chiếu cố chăm sóc. Quý vị mà đuổi được bọn quỷ tham ăn, quỷ làm biếng, quỷ ham ngủ thì đó là công phu tọa thiền sơ bộ nhất. Khi tới trình độ chỉ biết người khác, quên mất mình thì mới là kẻ hiểu biết Phật pháp. Phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ở mọi thời mọi chốn. Nói cách khác, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Tâm niệm thầm hay miệng niệm ra tiếng đều có công đức như nhau. Do vậy đừng khởi tâm phân biệt công đức của tâm niệm và miệng niệm, mà tất cả đều phải tùy duyên. Cho tới lúc chết mới niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nói rằng hãy nhớ tới lẽ vô thường mà chớ có buồn lung. Mình gặp người nào thì người ấy hẳn phải có duyên với mình, hà tất phải tranh chấp cãi vã, thật chẳng có nghĩa lý gì. Người chân chánh tham thiền thì cũng là người chân chánh niệm Phật, người chân chánh niệm Phật cũng là người chân chánh tham thiền. Người có tánh nóng dễ giận dữ thì từ sáng tới tối đầu như bốc khói, nộ khí xung thiên, đó cũng là biểu hiện của sự thiếu đức hạnh. Có câu thiện và ác hai con đường, tu thì cứ tu mà tạo tội thì vẫn cứ tạo. Cho nên nếu là đạo thì hãy tiến bước, còn không phải đạo thì hãy thôi lui. Quý vị hãy chọn theo nẻo lành và rèn luyện thành thân kim cang bất hoại trong lò lửa bỏng. Nếu quý vị muốn lập công, lập đức, lập ngôn thì quý vị phải dựa vào lục độ. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ bát nhã. Thế giới này là thế giới của tiền giấy, chỉ vì tham tờ giấy lộn này mà người ta quên lãng nhân nghĩa đạo đức. Họ cho rằng đồng tiền là thật. Quý vị nghĩ như vậy có ngu si chăng? Tọa thiền là thu hồi cái tâm hướng ngoại tán loạn, tức là tâm này đã chạy đi đâu mất, bây giờ mình mới tìm nó trở về lại. Người tu nào chú trọng đến thần thông, người ấy là kẻ không có tri thức nhất. Nếu người ta không sinh phiền não thì họ sẽ thu hoạch được bảo bối. Quý vị phải canh chừng lửa vô minh trong lòng mình. Lửa vô minh này cũng như con cọp đang nổi giận, và cũng chính là gốc tội của đời trước. Đề phòng lửa vô minh bên trong. Trong không có lửa thì lửa bên ngoài không thể đốt quý vị được. Mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là sáu tên giặc. Không biết sử dụng sáu căn thì chúng biến thành sáu tên giặc, biết sử dụng chúng thì chúng biến thành hộ pháp. Có người nuôi gà nuôi chó, khi gà chó chạy ra ngoài họ liền chạy đuổi theo bắt về, xong khi tâm chạy ra ngoài chẳng ai biết chạy theo bắt lại. Đó là xả gốc theo ngọn, quên mất gốc là tâm, thu nhặt ngọn là phiền não. Tôi nay truyền cho quý vị một yếu quyết. Yếu quyết gì? Khi gặp chuyện cấp bách nguy nan, quý vị hãy tự trấn tĩnh, không nên khẩn trương cấp bách. Bạn gác chuyện sống chết ra một bên, nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
Được vậy thì nhất định chuyện nguy hiểm sẽ biến thành bình an, và quý vị sẽ thoát khỏi nguy này. Người chân tu nếu chuyên tâm niệm Đức Quán Thế Âm, tức sẽ đắc tam muội. Trong cảnh tam muội, lạnh tới đâu cũng chẳng thấy lạnh, nóng cách mấy cũng không thấy nóng, đối khác cỡ nào cũng không cảm thấy đối khác. Có sự kỳ diệu nhiệm màu không thể diễn tả như thế đấy. Đừng sanh phiền não chớ nghi ngờ, kiểm soát chính mình đừng đụng người, nhận mình sai nhiều bớt kể lý, an nhiên thanh tịnh trí huệ sanh, minh tâm chẳng ngại việc khó gì, thấy tánh đâu còn có lo buồn, Phật quan nào phải không chiếu sáng, lo nghĩ hận oán khiến mê mờ. Quý vị y theo lý bài thơ trên tu hành, hẳn sẽ có sự cảm ứng đặc biệt. Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, quý vị nên học lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí, đại huệ, đại nguyện, đại lực của Ngài. Nếu muốn tự tại, quý vị nhất định phải quét sạch ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là tâm suy nghĩ về hiện tại, quá khứ và vị lai đều không thể được, vì ba tâm thái này đều không có thực tại, nên gọi là bất khả đắc, không thể nắm giữ được. Vì sao ở địa vị thánh nhân thì mới gọi là tự tại? Vì thánh nhân không có bốn tướng, không có quan niệm về cái tôi, quan niệm về người, quan niệm về chúng sanh, quan niệm về thọ mạng, do đó các ngài mới đạt tới tự tại. Vì sao mình mê muội chẳng giác ngộ? Vì bị trúng độc tham sân si quá sức sâu dày nên chẳng thể giác ngộ. Thời đại chánh pháp ai cũng muốn tu hành, thời đại mạt pháp không ai chịu tu. Nếu ai ai cũng tu thì thời mạt pháp sẽ biến thành thời chánh pháp. Định luật nhân quả là hoặc khởi tâm khởi vọng tưởng si mê đưa đến tạo nghiệp, thân ngữ ý phát ra hành động, lời nói suy tư, kết cục là thọ báo. Thân ngữ ý nhận chịu hậu quả của việc đã làm. Từ sống tới chết, một đời người thân này như cái bọt trôi nổi đó đây trên mặt nước, thật là hư vọng không chân thật, vì nó sẽ biến mất trong tích tắc. Vậy thì cần gì phải lưu luyến, cần gì phải chấp trước? Chúng ta phải biết rằng nếu không cầu đạo không sao thoát khỏi đường mê. Muốn thoát lối mê tức phải tu đạo. Mạng người vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý cũng vô thường. Rằng vui là nhân của khổ, tất cả sự vui sướng khoái lạc trên đời đều ẩn chứa sự đau khổ bên trong. Vì sao mình không thể chuyên tâm niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Vì mình không thể thâu nhiếp sáu căn, tai mắt mũi lưỡi thân thể, không kiềm chế được sáu tinh vật này. Vì vậy chúng mặc tình dậy sóng gió, khiến mình khởi vọng tưởng loạn xạ. Lúc ấy mình chẳng thể yên phận giữ mình, mà cứ hướng ngoại tự tìm chuyện rắc rối. Muốn giác ngộ thì phải ngồi thiền. Ngồi thiền tức không mê muội, mà còn là con đường giải thoát khỏi tam giới. Vì người xuất gia xem nhẹ tánh trọng yếu của việc tụng kinh, không nhấn mạnh vào việc tu trì chứng ngộ, chỉ chú trọng vào việc cúng tế lễ nghi, nên thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Họ nuôi dưỡng thói quen tham ăn lười biếng, thật là điều bất hạnh cho đạo Phật. Nếu không kịp thời sửa đổi quan niệm sai lầm này thì khó có thể tưởng tượng nổi về tiền đồ của Phật giáo sau này sẽ ra sao. Quý vị nên vì lợi ích của toàn thể thế giới mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khiến cho thế giới tiêu trừ tai nạn. Do vậy
làm mọi chuyện gì quý vị chớ nghĩ riêng cho cá nhân mình. Trong trời đất, mọi sự sanh sanh bất tất, hóa hóa vô cùng, sanh hóa biến đổi không ngừng, bởi do có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh thì cái gì cũng phải hủy diệt. Mọi sự tương đối đều chỉ tồn tại trong phạm vi của tánh tuyệt đối. Rốt cuộc thì con người từ đâu tới? Có người nói từ khỉ tiến hóa thành. Song khỉ từ đâu ra? Nếu xưa kia khỉ có thể biến thành người, sao bây giờ chúng chẳng tiếp tục biến thành người nữa? Thật lạ. Có người một ngày không nói thị phi thì giống như một ngày chẳng thể sống. Một ngày không khởi vọng tưởng thì một ngày bứt rứt như không ăn cơm được vậy. Từ sáng tới tối họ chỉ sống nhờ nói thị phi vọng tưởng lung tung. Quý vị thấy có lạ chăng? Đây là điều khiến cho mình thật khó hiểu nổi. Hiện tại có người tu thích ở đơn độc nơi một ngôi nhà tịnh xá. Vì sao? Vì họ không giữ được giới luật, chẳng có ai nhìn thấy, có phạm giới cũng chẳng có ai hay biết. Họ tha hồ muốn gì thì làm nấy, không ai quản thúc, tự do tự tại, không ràng không buộc. Nhưng bị mắc miếu là tự chiêu tập người tại gia tới làm lễ này hội nọ. Kỳ thật đó chính là dựa vào Phật đội lốt tu hành để kiếm cơm ăn áo mặc mà thôi. Công đức trì tụng chú đại bi không những đẩy lùi nạn trộm cướp mà còn làm trăm thứ bệnh tiêu trừ, dập tan ma nạn. Do đó mình nên thành tâm trì tụng. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu thì Phật ở đó, cũng như vầng mây kiết tường tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Người quân tử có cái học cải tạo vận mạng. Mạng do mình tạo, phước nơi mình cầu. Khi không làm việc ác thì tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt. Không làm lành chỉ làm ác thì mạng tốt cũng trở thành xấu. Cho nên vận mạng thì biến động, chứ không cọc trói người ta cứng ngắc, chẳng còn tự do. Vì thế đừng nên mê tín là vận mạng đã được an bài sắp sẵn, sư phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo. Còn tu hay không là do tự ở mỗi người. Pháp môn tịnh độ rất thích hợp với căn cơ của mọi người, bởi vì dùng ít sức mà thành công to. Đúng là pháp môn khế hợp với chân lý, thích hợp với mọi căn cơ. Chữ Bú Đà, Phật Đà, ngay như là chữ Bất Đại theo tiếng Quan Thoại. Bất Đại phát âm là Bú Đà, không to lớn. Phật là không to lớn hơn ai, cũng không nhỏ hơn ai. Cho nên bất đại bất tiểu chính là Phật. Người tu đạo thì không được tranh chấp. Ví như người lên chánh điện trước thì đứng trước, người tới sau thì đứng sau. Người tới trễ không nên nói tôi mặc áo tràng nên tôi phải đứng trước người chẳng mặc áo tràng, tôi phải đẩy y xuống dưới để đứng chỗ của y. Đó gọi là tranh. Làm cha mẹ là trả nợ, làm con là cái đòi nợ. Chúng sanh không hiểu điều đó nên cho rằng quan hệ giữa cha mẹ và con cái là vui lắm vậy. Sanh ra thì hai tay trắng, chết đi thì cũng hai tay trắng. Dù muốn đem gì theo cũng đem không được, và muốn để lại cũng để không xong. Do Thái giáo cũng là Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng là Phật giáo, chẳng qua chỉ là đổi thang không đổi thuốc, tức tên đổi nhưng ý không đổi. Theo tôi tôn giáo nào cũng không phải là tôn giáo, chỉ là do nhân tính biến hóa. Do vậy tôi gặp tôn giáo nào thì tôi thuộc về tôn giáo ấy, chứ không phải là tôn giáo nào là của riêng tôi. Chữ bận rộn trong tiếng Trung Hoa thì gồm có chữ tâm nét đứng và chữ vong chết ghép lại. Nó cũng giống như chữ quên mất, cũng gồm có chữ tâm ở phía dưới và chữ vong chết ở phía trên ghép lại. Do vậy bận rộn đến độ
tâm kể như chết rồi, bận rộn tới mức quên mất cả chân tâm. Phải tu làm sao? Trước hết phải đoạn trừ dục vọng, cắt dứt tình ái. Quan hệ giữa người với nhau không nên quá cách xa.